các giai đoạn tiến hóa của linh hồn. Thông thường, một linh hồn từ khi xuống trái đất, đầu thai lần đầu tiên, đến lúc được khai sáng, trở về nguồn cội, kết thúc luân hồi không tái sinh nữa là khoảng 400 đến 600 kiếp sống. Trong 400 đến 600 kiếp sống đó, linh hồn sẽ trải qua quá trình phát triển như sau. 1. Giai đoạn 1. Linh hồn sơ sinh, infant soul, bắt đầu vài kiếp sống đầu tiên trên trái đất. Đặc điểm chỉ tập trung vào việc ăn, uống, ngủ, nghỉ và chơi. Họ có thể sinh ra trong một gia đình giàu có, ăn uống tốt, học hành tốt, lớn lên hoàn cảnh tốt. Họ không có bất cứ một thử thách nào trong cuộc sống, hoặc nếu có thì rất ít. Họ có thể không làm bất cứ việc gì, vẫn có thức ăn và được chăm sóc tốt. Vì đây là lần đầu tiên linh hồn xuống trái đất, không có nhiều trải nghiệm, không có nhiều hiểu biết, với rất nhiều nỗi sợ hãi, họ chỉ quan tâm làm sao để sinh tồn. 2. Giai đoạn 2. Linh hồn trẻ thơ, baby soul, sống khoảng 10 đến 15 kiếp sống đầu tiên. Họ có một chút kinh nghiệm, đặc điểm, tập trung vào việc sinh tồn. Họ phải làm việc mới có thức ăn. Thường thấy họ là những người lao động tay chân, công nhân, thợ mỏ. Họ nhận những đồng lương vừa đủ để nuôi sống chính mình. Họ chỉ làm việc để tồn tại. Họ không quan tâm thức ăn này đến từ tình yêu thương hay thức ăn này đến từ sự bạo lực. Loại thực phẩm nào là hữu cơ, thực phẩm nào có phun thuốc trừ sâu. Họ chỉ quan tâm đến sự sinh tồn của mình mà không quan tâm đến người xung quanh ra làm sao, bị ảnh hưởng như thế nào. Nên giai đoạn này là lúc họ tạo ra rất nhiều nghiệp quả xấu. 3. Giai đoạn 3. Linh hồn trẻ, young soul, từ kiếp 15 đến 30. Đặc điểm chỉ tập trung vào quyền lực. Các linh hồn này không muốn làm việc chỉ để có cái ăn nữa. Họ muốn là người chỉ huy, người khác phải làm việc cho họ, nghe theo ý kiến của họ. Các linh hồn này tràn đầy năng lượng sống. Họ làm việc để có quyền lực, danh tiếng, giàu sang. Thường thấy họ là các nhà lãnh đạo trong các tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa, các thủ lĩnh tôn giáo cực đoan. Họ là những người rất tham vọng. Họ không quan tâm đến hậu quả. Họ có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ quyền lực của cải của họ. Họ không đủ sự trưởng thành để biết cái gì là tốt, cái gì là xấu. Trong tôn giáo, họ tin vào một cái gì đó, họ tin một cách rất mù quáng. Và bởi vì niềm tin giới hạn đó, họ có thể giết bất kỳ ai đi ngược với niềm tin của họ. Họ tạo ra các nghiệp quả siêu xấu. 4. Giai đoạn 4. Linh hồn trưởng thành, mature soul, từ kiếp sống 30 đến 250. Đặc điểm hoạt động trong các lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật, hội họa, âm nhạc. Sau nhiều kiếp sống là lãnh đạo, với rất nhiều người đi theo, họ vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó không thỏa mãn. Họ không còn hứng thú với quyền lực nữa. Họ trưởng thành và muốn tận hưởng những thú vui tao nhã như hội họa, âm nhạc, thi ca, điêu khắc, vân vân. Thường thấy họ là các bậc thầy về sáng tạo, nghệ thuật. Họ dành nhiều thời gian để làm họa sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ. Họ giỏi tất cả mọi thứ. Họ ngừng tạo ra thêm nghiệp xấu mới. Tuy nhiên, họ vẫn không dừng hoàn toàn và đón nhận lại các nghiệp xấu cũ đã tạo ra trong giai đoạn trước đó. Linh hồn có rất nhiều sự chịu đựng, đau khổ. Và đây là giai đoạn trải nghiệp. 5. Giai đoạn 5. Linh hồn già, old soul, từ kiếp sống 250 đến 400. Già rồi thì họ nhận lại tất cả các nghiệp quả xấu hoặc siêu xấu
mà họ đã làm trong các kiếp sống trước. Năm 1, giai đoạn đầu của linh hồn già, đặc điểm họ bắt đầu đi giúp đỡ, phụng sự người khác. Họ không còn thích ca múa, vẽ vời nữa. Họ cảm thấy bất ổn bên trong, nên họ bắt đầu đi làm từ thiện, cho quần áo, thức ăn, phụng sự để phục vụ cho cơ thể vật lý. Thường thấy họ trong các tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động từ thiện. Đây là giai đoạn họ trả nợ liên tục cho các nghiệp quả xấu mà họ đã tạo ra trong các giai đoạn trước. Họ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi cho đi phục vụ xã hội. Và giai đoạn này, họ dừng tạo các nghiệp xấu trong cuộc đời của họ. Đây cũng có thể là những người rất giàu, có rất nhiều tiền, giúp rất nhiều người. Nhưng bên trong họ, họ vẫn không cảm thấy có được một niềm vui tối thượng. Họ có rất nhiều thử thách trong cuộc đời. Họ gặp rất nhiều rắc rối trong cuộc sống. Họ bắt đầu đặt các câu hỏi. Tại sao chuyện này lại xảy ra cho tôi? Tại sao tôi làm công việc này? Tại sao tôi có người cha, người mẹ như thế này? Năm 2, giai đoạn cuối của linh hồn già. Họ bắt đầu tìm kiếm sự thật. Họ đi chợ tâm linh. Họ học rất nhiều thứ, tham gia rất nhiều khóa học tâm linh, gặp gỡ rất nhiều vị thầy. Ai dạy cái gì, họ cũng học. Họ tiếp thu của người này một ít, của người kia một chút. Bây giờ mới thật sự rắc rối. Họ biết rất nhiều thứ, nhưng thật ra là không biết cái gì cả. Họ tích lũy rất nhiều kiến thức tâm linh, nhưng thực hành là con số 0. Họ bắt đầu tìm hiểu về thiền và thực hành thiền định. Các giai đoạn trước sẽ không có thiền. Họ cầu khẩn, tùng niệm, tập yoga, thiền đồng, dưỡng sinh, khí công, tất cả các kiểu, đủ các thể loại, vân vân. Họ cho đó là thiền, nhưng thiền đúng thì không có. Họ không có bất cứ một trải nghiệm nào cả. Họ học hết từ vị thầy này đến vị thầy khác, mệt thật luôn đấy, nhưng mà vẫn không tìm được câu trả lời cho vấn đề của họ. Đi đâu họ cũng nghe về khai sáng, thăng lên, giác ngộ, giải thoát. Họ làm tất cả các thứ nhưng vẫn không khai sáng được. 6. Giai đoạn 6, linh hồn siêu việt, Transcendental Soul. Từ kiếp 400 đến 500, họ đã cân bằng hết tất cả các nghiệp quả xấu và họ liên tục tạo ra rất nhiều nghiệp tốt thông qua phụng sự giúp đỡ xã hội. Các linh hồn này không còn quan tâm đến vật chất, của cải, quyền lực. Họ chỉ quan tâm đến sự thật và chân lý. Họ chỉ thực hành thiền, không tụng kinh, đọc chú nữa. Chỉ khi họ tĩnh lặng hoàn toàn trong thiền định, làm cho tâm trí trống rỗng, họ mới trải nghiệm sự vượt thoát. Linh hồn không làm bất cứ một việc gì khác ngoài thiền định. Họ sống trong một đời sống tu tập tâm linh. 6.1. Giai đoạn đầu của linh hồn siêu việt, họ không hứng thú đi chờ tâm linh, học các lý thuyết nữa. Họ muốn thực hành. Họ vẫn còn quan tâm đến các mối quan hệ xã hội, những thứ bên ngoài. Họ thực hành chánh niệm. Họ cho đó là thiền. Họ tụng kinh 10 năm. Họ cho đó là thiền. Họ thực hành nhiều phương pháp tu tập khác nhau, nhưng họ vẫn không thỏa mãn. Họ không có một phương pháp thiền đúng. 6.2. Giai đoạn cuối của linh hồn siêu việt. Họ bắt đầu thiền đúng. Họ đang tay, đang chân, nhắm mắt quan sát hơi thở, làm tâm trí trống rỗng. Họ muốn trải nghiệm sự khai sáng, nên họ thiền rất chân thành, nghiêm túc. Linh hồn rất kiên quyết trong việc đạt được sự khai sáng. Có bất cứ chuyện gì xảy ra bên ngoài thì họ vẫn cứ ngồi thiền. Thậm chí họ lên núi, thiên sơn cùng cốc để ngồi thiền.
họ trải nghiệm sự vượt thoát, buông bỏ nhiều thứ và họ bắt đầu đạt được những nấc thang cao hơn trong việc phát triển tâm linh. Họ bắt đầu hiểu được sự thật và chân lý. Khi họ bắt đầu thực hành thiền định trong cuộc sống đời thường, kết hợp hài hòa giữa tâm linh và vật chất, họ mới đạt được sự khai sáng thật sự. Việc từ bỏ mọi thứ, lên núi đi tu là một việc rất dễ dàng. Trải nghiệm việc thực hành tâm linh trong đời sống thực tế tạo nên thử thách cho linh hồn đó. Đây được gọi là con đường trung đạo vàng. Họ bắt đầu đi dạy thiền trong các nhóm nhỏ, cộng đồng xung quanh họ sinh sống. Họ dạy đủ thứ, yoga, thiền đồng, khí công, v.v. Họ đạt được sự khai sáng chút chút. Họ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người. Nhưng họ vẫn còn cái tôi tâm linh và bị tắc nghẽn trong cả ảo tưởng của chính họ. 7. Giai đoạn 7. Linh hồn vô tận. Infinite Soul. Giai đoạn này đối với họ, cuộc sống là lễ hội. Họ đã vượt qua mọi đau khổ, buông bỏ mọi dính mắc, cảm xúc, tâm trí, tình cảm. Đặc điểm 1. Chỉ sống trong sự thật và chân lý. 2. Không giết hại, không bạo lực. 3. Chỉ làm một công việc, đó là chia sẻ khoa học thiền định, chia sẻ chân lý, chia sẻ sự thật. 4. Đi con đường trung đạo. 5. Có sự hợp nhất với Thượng Đế. Họ dạy thiền đúng, đi khắp nơi trên thế giới để dạy thiền, dạy các kiến thức tâm linh, giúp người khác thoát khổ, thoát khỏi sự đau khổ. Họ dạy cho cả ngàn người. Họ có các trải nghiệm sâu sắc trong thiền định. Họ đã bước ra khỏi sự ảo tưởng của chính mình và đi thẳng vào sự thật, trở thành những linh hồn khai sáng thật sự. Và họ chỉ dạy những thứ rất rất là đơn giản. Gặp ai thì họ cũng chỉ nói cứ thiền và ăn chay, ngồi xuống, nhắm mắt lại, quan sát hơi thở, làm trống rỗng tâm trí, bạn sẽ được khai sáng. Đơn giản chỉ có như vậy thôi. Tâm thức của họ đã đạt được quả vị Phật, Chúa, Phật tỉnh, Thiên Chúa tỉnh, Buddha, Christ, là trạng thái để chỉ mức độ phát triển tâm thức của sự khai sáng, giác ngộ, thể hiện thông qua nhận thức, trí tuệ, sự thông thái, có cả nhìn toàn thể về bức tranh của vũ trụ. Chưa từng có thời điểm nào mà trên trái đất có rất nhiều vị Phật được tái sinh như hiện nay. Thời Đức Phật Thích Ca chỉ có một mình Ngài đạt mức độ phát triển tâm thức của sự khai sáng. Nhưng bây giờ trên trái đất đã có hàng trăm, hàng ngàn người đã đạt được điều này. Đây là thời đại hoàng kim của trái đất để bước vào một giai đoạn mới. Bất kỳ ai cũng có thể đạt được mức độ Phật tỉnh, Thiên Chúa tỉnh. Nó tùy thuộc vào lựa chọn, tự do ý chí của linh hồn. Những người đạt quả vị Phật tỉnh, Thiên Chúa tỉnh trong họ rất bình thường, sống cuộc đời bình thường. Làm sao để chuyển từ linh hồn siêu việt sang linh hồn vô tận? 1. Bước ra khỏi ảo tưởng của chính mình. 2. Bắt đầu đi dạy thiền và chia sẻ các trải nghiệm của mình trong thiền định. Muốn tốt nghiệp trường học trái đất để đi đến chiều kích cao hơn thì linh hồn đó phải chia sẻ khoa học thiền định. Chưa chia sẻ sẽ không bao giờ tốt nghiệp được. Muốn khai sáng, các linh hồn sẽ phải đi từ 1. Tìm kiếm sự thật, 2. Trải nghiệm sự thật chân lý, 3. Chia sẻ sự thật chân lý. Tất cả mọi người họ đều đứng theo cấp độ tiến hóa linh hồn của chính họ. Bạn không nên phán xét bất kỳ ai hay phán xét chính mình. Khi bạn bắt đầu điều này, bạn đang chuyển dần lên linh hồn vô tận. Và trái đất này là một sân chơi rất công bằng và nghiêm túc, được vận hành theo quy luật nhân quả. Nên 1. Bạn xuống trái đất, bạn tạo nghiệp xấu. 2. Bạn trả nợ cho các nghiệp xấu đã tạo ra. 3. Bạn học bài học của chính mình. 4.
bạn trở nên khai sáng. 5. Bạn trở về nguồn cội. Trích đoạn quyển sách sắp xuất bản về những giảng dạy của thầy Pradeep Vijay do Dương Thị Quỳnh Châu viết, Võ Thị Kim Cúc kiểm duyệt. Mình đọc lại từ trang Minh Triết Thiền Định. Cảm ơn các bạn.